Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ ngào của mình. Thì hôm nay ở tập tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chú bạch tuộc từ vỏ của những chú ngao các bạn nhé. Thì đây là một chú bạch tuộc mình vừa hoàn thành xong. Đó, các bạn có thể quan sát. Đây, rất là đẹp phải không ạ? Đó. Thì để làm một chú bạch tuộc như thế nào? Thì ngay dưới video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm một chú bạch tuộc từ những chiếc vỏ ngao như thế này thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau, không thể thiếu được rồi, đó là các bạn chuẩn bị cho mình một vài những chiếc vỏ ngao như thế này nhé. Đó, tiếp theo đó thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình một cây kéo, một cây súng bắn kéo nến và một tờ giấy màu màu hồng nhạt như thế này các bạn nhé. Đó, thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cắt dán làm sao để có một chú bạch tuộc thật đẹp làm từ những chiếc vỏ ngao các bạn nhé. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ để riêng những phần mình chưa sử dụng đến này. Đó, đây, mình sẽ để những cái vỏ ngao đầu tiên các bạn nhé. Đó, đầu tiên các bạn vừa làm các bạn vừa ghép các bạn như này cho mình. Đó, đây, và nào các bạn sẽ dùng keo nến này. Đó. Sẽ dán chúng lên cho mình. Đó. Lần lượt như vậy các bạn dán lên cho mình nhé. Đó. Đó, cứ tiếp tục như vậy các bạn. Dán chúng lại cho mình. Đó, cũng rất đơn giản thôi. Đó. Các bạn vừa làm thì các bạn vừa ướm chúng lại nhé. Đó, và các bạn sẽ kèm đến này, các bạn sẽ dán chúng lên. Đó. Vừa làm thì các bạn vừa ướm và các bạn dán chúng lại nhé. Đó, cũng rất đơn giản rồi. Đó, các bạn bôi keo nến lên. Sau đó các bạn sẽ dán những phần vỏ ngao mà chúng ta chuẩn bị vào. Đó. Đó. Sau khi các bạn đã ướm xong thì các bạn sẽ dán nốt phần vỏ ngao này vào các bạn nhé. Đó. Đó. Sau khi các bạn đã dán phần vỏ ngao này xong như thế này, đây, các bạn dán thêm một phần vỏ ngao nữa trên đầu để làm phần chóp của chóp đầu của chú bạch tuộc của chúng ta các bạn nhé. Đó. Các bạn sẽ dán xuống lên như vậy. Đó. Đó, sau khi chúng ta đã dán được phần đầu của chú bạch tuộc như vậy thì ở đây các bạn sẽ tiếp theo các bạn sẽ dùng một tờ giấy màu màu hồng này. Đó, sẽ cắt chúng đây. Đó, đây. Sau đó các bạn sẽ dùng kéo này. Các bạn sẽ cắt những phần xúc tu như thế này các bạn nhé. Đó. Lượn mũi kéo các bạn cắt cho mình. Đó. Ở đây thì mình thấy những cái phần xúc tu mình khá là to nên mình sẽ cắt bé xuống đi các bạn nhé, sẽ cắt đôi chúng đây. Đó, đây. Sẽ cắt đôi những phần xúc tu ra nha các bạn nhé.
nó sẽ uốn lượn mũi kéo. Sẽ cho nó theo cái hình như này các bạn nhé. Đó. Các bạn sẽ uốn lượn những phần mũi kéo như vậy cho mình để cắt thành những phần xúc tu như vậy các bạn nhé. Đó. Sau khi chúng ta đã cắt được những phần xúc tu như vậy thì ở đây các bạn sẽ đi, các bạn sẽ dùng keo nến này. Các bạn sẽ ngồi đây, các bạn sẽ sáng vào các bạn nhé. Đó. Để trước khi dán mình quên mất đây, các bạn sẽ phải dùng một phần keo sinh nhỏ các bạn nhé. Này, sẽ cuộn mình. Sẽ hơi vuốt cho mình một chút. Đó, để xúc tu cũng căng các bạn nhé. Đó. Vuốt chung đi cho nó có độ cong như vậy. Đó, sau đó mình sẽ dán lại này. Đó, các bạn cứ đều tay như vậy, các bạn dán hết những phần xúc tu mà chúng ta đã chuẩn bị vào nhé. Vừa dán thì các bạn sẽ vừa phải loại bỏ những phần tơ nếm mà nó còn vương trên. Những cái phần xúc tu đi. Đó, đây. Trong quá trình dán này chúng ta không thể tránh được những cái phần tơ nến nó vương nha các bạn nhé. À, các bạn thấy chưa? Đó. Úi giời. Các bạn bôi keo nến xong các bạn phải dán nhanh, không những phần keo nến nó khô các bạn nhé. Đó. Tương tự như vậy, các bạn dán cho mình nhé. Các bạn sẽ phải vừa loại bỏ hết những phần tơ nến đi cho mình. Đó. Có vẻ như là những phần xúc tu của mình chưa được đủ rồi, à, mình cứ dán thiếu đâu mình sẽ cắt thêm các bạn nhé. Đó. Đây. Sau này các bạn sẽ vuốt này, có những cái ngỡ lên, có những cái phải ngỡ xuống các bạn nhé. Đó, không phải cái nào cũng sẽ ngỡ lên hết được. Như vậy nhìn nó sẽ xấu các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đây, tiếp theo thì mình sẽ cắt thêm này. Tiếp như vậy cho mình, sau đó các bạn sẽ dán nốt lên các bạn nhé. Đó.
Mình cứ dán trước rồi mình sẽ uốn sau các bạn nhé. Đó. Đây, sau đó mình sẽ dùng chiếc que này vuốt chúng, xem chúng có cái độ cong nha các bạn nhé. Đó. Thấy chưa? Chiếc xúc tu có những cái cong rất là khác biệt các bạn nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm phần mắt. Để làm phần mắt cũng rất đơn giản thôi. Đây các bạn chỉ việc dùng bút lông đen này. Đó. Sẽ vẽ hai phần mắt này như vậy cho mình. Đúng rồi. Đây, mình sẽ vẽ lại các bạn nhé. Đó. Các bạn sẽ cắt cho mình nhé. Đó, các bạn sẽ cắt như vậy cho mình. Sau đó ở đây các bạn sẽ dùng keo nến này. Đó. Sau đó sẽ dán lại phần mắt lên cho mình. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, các bạn sẽ đợi cho phần keo nến của chúng ta nó khô và như vậy là một chú bạch tuộc rất đẹp và đơn giản làm từ vỏ ngao của chúng ta và một chút giấy màu đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát này, đó. Rất là đơn giản phải không ạ? Đó. Như vậy là một chú bạch tuộc làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Rất là đẹp và đơn giản phải không ạ? Đó. Thì trong quá trình làm mình có hướng dẫn các bạn rất cụ thể tỉ mỉ chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có thể hoàn thành được một chú bạch tuộc thật đẹp. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đầu đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.